Vâng, xin chào mấy anh chị lại quay lại kênh của em. Đầu tiên em xin chúc cho mấy anh chị coi video của em có một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục với series sinh tồn của em tại thế giới khủng long ARK này. Nếu mà anh chị đã từng chơi con game ARK này thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái việc xây cho mình một cái khu căn cứ với nhiều loài khủng long có khả năng BBB, tức là đi quýnh lộn với nhau á. Điển hình là sau khi mà xây dựng một cái khu căn cứ với một lò mental và anh chị có thể chế được súng giáp với số lượng nhiều thì bắt đầu anh chị sẽ đi kiếm khủng long để đánh nhau. Ví dụ như có người sẽ đi săn con Ankylosaurus để cho nó chịu đạn, vì những cái chỗ nào mà không có súng phòng vệ thì sẽ rất là dễ bị tấn công. Và cái con alo này á, mấy anh chị sẽ cởi nó và đưa đít nó ra mà đỡ đạn. Sau đó tùy theo nhà của người đó như thế nào mà xài bơm TNT để tấn công hoặc dùng thú để farm nhà để đánh nhau. Khi mà anh chị thua là khi mà bị banh nhà và chết hết khủng long, đồ thì bị cướp sạch. Và còn đau khổ hơn nữa là khi mà anh chị bị bắn ngủ và bị nhét phân vào người, lúc đó các bạn bị trói và bị nhốt ở trong củi, chỉ có thể đứng nhìn người ta thôi à, không thể tự tử hoặc không thể tác động bất kỳ những cái hành động nào trong game luôn. Trừ khi một điều là các bạn nghỉ cái server đó luôn, các bạn không chơi server đó và các bạn qua một server khác để các bạn tạo một cái nhân vật, hoặc là có một cái người nào đó đồng đội của các bạn đến cứu các bạn. Em đã từng có một lần vào game và bị nhốt ở trong củi, chết thì không chết được mà sống thì cũng không yên. Vì vậy là em mới quyết định chơi theo kiểu sinh tồn nông trại, vừa để xả stress sau một ngày làm việc vất vả, vừa được ngắm nhìn nông trại và đàn khủng long phát triển. Ok, hy vọng tìm được mấy anh chị có cùng sở thích với em nha. Đăng ký kênh của em để cùng theo em chơi game ARK này nha. Ok, em xin cảm ơn.